Một địa điểm tuyệt vời mọi người cùng nhau giải tỏa căng thẳng, thư giãn và kết nối bạn bè vào buổi tối. Dân sành xứ Sài Gòn thì chắc chắn BJ's Garden quá là quen thuộc, tôi không cần giới thiệu gì thêm luôn. Lâu lâu là tôi lại hẹn mấy đứa bạn lên kèo ở đây, uống thì không có nhiều, chỉ có ăn là chính. Với đứa chuyên phá mồ như tôi thì đồ ăn ở đây chính xác là 10 điểm không có nhưng nha. Này mới có combo bò nướng tảng khổng lồ, 600g và một lẩu gà cho nớt. Chỉ 299 đủ cho team 3-4 người mà tôi mới tìm được trên Hotdeal á. Combo kèm thêm 4 nước tự chọn, có sinh tố lúa mạch, nước ngọt nước suối đầy đủ luôn nha. Tôi chủ yếu phá mồi với chiêu nhạc nên chỉ lấy nước ngọt thôi nè. Ăn uống xong xuôi thì theo tôi để tôi chỉ cho một cái bất ngờ. Hú hồn liền, ngoài không gian ăn uống, đèn vàng chiêu chiêu, ngồi mát mẻ thưởng thức món ngon thì ở đây còn có cả không gian để lên đồ phiêu nhạc nữa nha. Muốn nhẹ nhàng có nhẹ nhàng, muốn tới nóc có tới nóc, không gian xịn, âm thanh cháy, đèn đóm chiếu đẹp, đi cùng hội cả đảm bảo quên sầu luôn nha. Điểm cộng mấy bạn nhân viên nhiệt tình hỗ trợ, trải nghiệm của mình ở đây lần nào cũng từ tốt đến siêu tốt. Quán bắt đầu mở cửa từ 16 giờ, địa chỉ thì tôi để ở trên màn hình nha. Ai đã đến rồi thì đây là tín hiệu vũ trụ để kêu mấy bà lên kèo ngay. Còn ai chưa đi thì tin tôi, BJ Garden sẽ không làm mấy bà thất vọng đâu.